Thực hiện quy định về tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, sáng nay đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tiếp đại diện công dân của các xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan, huyện Văn Giang đến kiến nghị phản ánh liên quan đến dự án khu đô thị thương mại du lịch Eco Park, cùng dự có lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành có liên quan. Tại buổi tiếp, công dân các xã tập trung kiến nghị về việc đề nghị tỉnh thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ có nội dung bớt một phần đất của dự án để người dân phát triển làng nghề gắn với du lịch làng nghề, du lịch tâm linh. Kiến nghị về được nắm thông tin, tài liệu và một số kiến nghị khác liên quan đến dự án. Các ý kiến của người dân đều mong muốn tỉnh quan tâm chỉ đạo để đảm bảo lợi ích của người dân, của nhà đầu tư, nhà nước, tạo động lực cùng nhau phát triển. Kết luận buổi tiếp công dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn khẳng định đây là buổi tiếp định kỳ, lãnh đạo tỉnh và các ngành đã lắng nghe, ghi chép, tiếp thu toàn bộ các ý kiến phản ánh của người dân ba xã. Tỉnh sẽ tập trung giải quyết thấu tình đạt lý trên cơ sở hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, buổi tiếp hôm nay có nhiều nội dung, các ý kiến kiến nghị cụ thể, chi tiết. Đây là những nội dung phức tạp, kéo dài, chưa được giải quyết, vì vậy cần phải xem xét chặt chẽ, thấu đáo trên cơ sở các quy định của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở ngành có liên quan nghiên cứu để có báo cáo trả lời, bảo đảm đúng với kiến nghị của người dân. Trong buổi tiếp công dân thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn sẽ trực tiếp tiếp và trả lời người dân về nội dung này. Tại buổi tiếp, đại diện công dân của các xã Phụng Công, Cửu Cao, Xuân Quan nhất trí với kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.